Hình xăm xong rồi nha. Chú rắn trông y như thật vậy. Sao cơ? Nó là rắn thật. Cùng dọn dẹp thôi. Cái gì thế? Lọ mực thần bí. Ồ, chào Sonda. Đúng rồi, mình đang ở tiệm mới nè. Được thôi, ghé qua đi. Đẹp ô. Wow, tiệm xăm của cậu chất quá đi. Mình có một loại mực đặc biệt. Bộ muốn thử không? Được, chốt đơn đi. Xem đi, bộ muốn xăm mẫu nào. Để mình coi. Ồ, không. Này thì... thôi, hay là trái tim. Không, mình không muốn đâu. Một đôi cánh trên lưng thì sao? Ý tưởng hay đó. Bộ thấy ổn chứ? Chắc ổn, đau quá đi thôi. Xong. Nhanh thế sao? Mình không cảm nhận được gì luôn. Có gì đó hơi lạ. Cái gì? Rhonda, bộ tính đi đâu đây? Đôi cánh kìa, lạ thật. Ba người chị em, tuyệt cú mèo. Mình gọi bầu sao nha. Gì thế nhỉ? Mực mới của mình biến những ước thành hiện thực. Quá thần kỳ. Mình có ý này nè. Hình xăm thần kỳ. Hãy gọi chúng tôi. Bà chị, có chuyện gì vậy? Mực xăm thần kỳ biến mọi hình xăm đều thành thật. Khó tin quá đi. Có muốn thử xem kết quả không? Để chị xăm ước mơ của em. Em muốn có 1 triệu người theo dõi mà, đúng không? Cũng được. Thả lỏng nào. Giờ cầu nguyện đi. Ow. Bớt con nít lại đi. Tập trung vào điều mình muốn. Giờ thì sao? Phải đợi đã chứ. Thấy chưa? Có tác dụng rồi. Mấy người này là ai vậy? Chúng mình là fan của cậu. Cậu thật tuyệt vời. Bọn mình yêu cậu. Cậu là siêu anh hùng. Hoàng hô. Này, rồi ai dọn hết đống này đây? Chào đằng ấy. Holly, bạn yêu dấu. Gặp bồ vui quá đi. Mình muốn có một hình xăm cực khó luôn. Bằng tay xương. Bộ thích ý tưởng này chứ. Tốt, sắp xong rồi đây. Ngầu hết sảy. Đó là đương nhiên. Wow, mình thích lắm. Chính xác là thứ mình muốn rồi. Cảm ơn chị em tốt. Mình sẽ đến trường dành cho những cô nàng thanh lịch. Đợi chút. Cái quái gì đây? Không tới rồi. Cần mình giúp không? Wow, mình cũng không với tới. Đợi chút. Chị à, làm ơn cao hơn đi. Xin chị đấy. Ok, chị sẽ xăm lên cánh tay kia của em. Em muốn mình cao bao nhiêu? Giờ chỉ đợi cao lên thôi.
Chuyện gì thế này? Tay của em. Ui, chỉ có cánh tay dài thôi. Thôi cũng được, cảm ơn nha. Lại chào nha, giờ mình còn chạm được tới trần nhà cơ. Của bạn, cảm ơn. Ui, tay của mình, tại sao? Coi như xong, làm tay em ngắn lại đi, nó dài quá rồi. Được thôi, hãy bỏ bớt phần dư đã nha. Ừ, cảm ơn nha. Ôi không, cái gì, quá ngắn rồi. Ôi, ôi, em làm gì với bàn tay bé xíu này đây? Ok, thêm một chút nữa nha. Hy vọng tụi mình đếm đúng. Hiu, cuối cùng cũng độ dài em thích nhất. Chào các bạn. Chuyện điên rồ nhất vừa xảy ra với cánh tay của mình. Mình yêu Snapchat. Chị à, em có nên xăm Snapchat lên tay mình không? Như dấu hiệu tình yêu á. Được. Tuyệt vời, cảm ơn chị. Wow. Bye, cậu em trai khó hiểu. Oh snap, nó đây rồi. Ma ư, thật sự thì mình cần một tấm ga giường. Cảm ơn nha. Wow, máy xăm bằng vàng là ước mơ của mình. Nó trị giá cả gia tài. Nhưng mình chỉ còn 10 đô thôi. Mình có thể giàu ngay thôi. Vàng trong thế nào nhỉ? Muốn giàu phải chịu đau. Xong. Đến đây, vàng đâu rồi? Gần ra rồi, đợi chút. Cái gì? Là đường viền thôi sao? Không công bằng. Nè Candy, gửi lời chào tới fan của em đi. Chào. Mình muốn xăm hình một trái tim trên cánh tay cho bạn gái mình. Ồ, dễ thương quá đi. Mình thích nhất là những hình xăm lãng mạn. Ôi. Này. Xin lỗi. Mình xin lỗi mà. Tôi đâu có đến để xăm một trái tim vỡ. Tại em hết đó. Tôi sẽ post cô trên Instagram. Hình xăm biến mất rồi. Ôi không, bạn gái vừa chia tay với tôi. Trái tim tôi tan nát. Hãy để tôi yên. Mình rất rất xin lỗi. Đều là lỗi của em. Làm gì đi chứ. Bụng ai đang đánh trống đó? Bạn. Không, là bạn. Không, chính là bạn. Ok, đến giờ ăn trưa rồi. Mình đặt sushi đi. Xin chào, giao hàng sao? Mình muốn đặt sushi. Ok. Và giờ trôi qua. Và sau đó thì... Bị gì vậy ba? Đâu, rầu giả thôi mà. Tụi mình sắp chết đói rồi. Phải làm gì đó với nó mới được. Nằm xuống đi. Mấy cuộn sushi này cay nồng thật. Đừng làm phiền khi chị đang nấu ăn.
Xong, bàn ăn sắp được bày xong rồi. Xong, còn bao lâu nữa đây? Đồ ăn tới rồi. Cuối cùng cũng xong. Cho em một miếng với. Ồ, ồ, lát mỏng quá đi. Em không quan tâm, đút em miếng với. Ý, đồ giả mà. Chị còn đói quá. Chào, là chúng tôi đây. Không, không, tôi không có đặt em bé đâu. Không, tôi muốn xăm hình con yêu của tôi. Được rồi. Ôi, giống bé cưng y như đúc. Cảm ơn nha. Không có chi. Gặp lại rồi. Chuyện này là sao đây? Là mực xăm thần kỳ đó. Thật sao? Cũng ổn. Ôi không, cuộc đời buồn thay. Đâu là niềm hy vọng của mình? Xin chào, mình rất muốn một hình xăm tỏa nắng. Như vậy mình có thể luôn rạng rỡ và vui vẻ. Đúng là một giải pháp hay. Ánh nắng của cậu đã xong. Vui quá đi thôi. Mình cảm nhận được rồi. Cảm ơn nha. Ngủ ngon nha bạn tattoo. Gì thế này? Mình có cả mặt trời luôn. Sao lại chói quá vậy? Mình nghĩ cậu đã quên nói trước cho mình điều gì đó rồi. Giờ thì mình bị nó ám cả ngày lẫn đêm. Xin lỗi, mình không thể làm gì với nó được. Thoa kem chống nắng thôi. Mình sắp hết mực xăm thần kỳ rồi. Chỉ còn đủ cho một hình xăm cuối cùng. Mình làm gì đây? Em không biết. Mực xăm thần kỳ. Nó là của ta. Vậy rồi sao? Ông định làm gì? Ngồi yên. Gọi 911 đi. Em đang đợi cái gì thế? À hả, đợi chút. Ôi, số vừa nãy là gì nhỉ? Các bạn ơi, các bạn sẽ gọi cho ai trong tình huống này? Comment bên dưới nha. Này, lại có thêm một bình xăm thần kỳ nữa rồi. Thông minh quá đi. Hãy nhìn xem. Wow, wow. Ông già đâu rồi? Bạn có thích câu chuyện của bọn mình không? Hãy comment bên dưới và cho bọn mình biết bạn muốn có hình xăm thần kỳ nào nha. Hãy nhấn nút đăng ký like video này và nhấn chuông. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ Woohoo qua Motion nha.